nó đã đến rồi quý vị mà đã đến tiểu tam tai đã đến rồi bệnh dịch đó bây giờ quý vị thấy bệnh dịch không à, đó là thầy cho biết một một đoạn là đau nhiều chứng vậy kỳ khó kể hồi đó giờ quý vị thấy có khi nào mà đau sốt và chết đau sốt và chết đau sốt ho chết đau sốt ho chết không có không mà bây giờ nó đã có rồi như nhiều, nhiều chứng vậy kỳ khó kể à, khắp từ nay lao khổ đến cùng và kẻ dương gian khó nổi thung dung người bạo ác thầy nói là người bạo ác không toàn tính mạng còn người hiền thì không có toàn tính mạng tới khi mình thấy là thầy trở về đây kêu chúng ta làm lành Đó, Đức thầy phải giải làm lành. Mà thầy, chúng tôi cũng xin uh, tiếp tục hỏi thêm Quân Ba bốn câu. Quân Ba trả lời cho cộng đồng nghe Quân Ba. Yeah. Thì uh, Đức thầy nói là cảnh thảm cổ chiều mai sẽ đến sao dân còn chiếu mến trầm mê mắt nhìn ngoại quốc thẩm thê nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai và bây giờ đó giờ thì mình nói theo là trước đây thì để nhất thế chiến và để nhị thế chiến và trong cái để tam thế chiến này mà huynh thấy coi coi như vậy là nó có xảy ra chiến tranh gì tới bây giờ sao thấy nó cũng hơi ấn ớn quá huynh ba nhà huynh ba giải dùm bốn câu này. Đầu tiên câu đầu có gì? Cảnh thảm cổ ừ. chiều mai sẽ đến về yeah, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật à, đồng đạo hỏi thêm một đoạn là bốn câu cảnh thẳm khổ chiều mai sẽ đến sau dân còn triệu mến trần mê mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam băng cảnh khổ cũng kề bên tai cái câu này thật ra thì nó đã phù hợp trong cái thời kỳ này quý gì nó phù hợp trong cái thời kỳ nó thời kỳ này để cho chúng sanh thấy được là nó quá phù hợp à, cảnh thẳm khổ chiều mai sẽ đến nhưng là chiều mai là sao ý muốn nói là chiều mai là nó sát một bên nó gần một bên nó kề một bên là chiều mai chiều nay chiều mai tức là nó kề một bên à, chiều mai tôi sẽ gặp anh chiều mai tôi hẹn hò với anh như gì thì đức thầy cũng nói rằng là cảnh thảm khối chiều mai sẽ đến như vậy là chiều nó ý muốn nói là gần một bên sát một bên à, sao dân còn triểu mến trần mê tức là sao mà thầy trách than thầy nói là thấy khổ sở gì rồi mà không gắng lo tu hành để làm lành đánh giữ để sau này đổi lại con người sống cái đời thượng quan thánh đức cái cuộc đời an lành và an vui à, đất bằng vàng thở mọc bằng châu mà không chịu nên đức thầy mới than phiền đã khổ tới một bên rồi đó quý vị mình thấy rằng đó là bây giờ muốn nói cho quý vị nắm chỗ này nè chiến tranh thế giới lần thứ nhất đó vào năm 1914 cho đến năm 1918 tức là trên dưới gần 5 năm 1 một ngàn 1 một ngàn 1 thì thứ nhất thứ chiến là 1914 cho đến mà 918 là trên dưới gần 5 năm. Chiến tranh thứ hai từ năm 40 cho đến 45. Như vậy thì trên dưới gần 5 năm quý vị mình thấy rằng nó nó giống không giống như còn chiến tranh thế giới lần thứ ba đó mà đau binh cài đại chiến rồi như vậy thì bây giờ quý vị mình thấy rằng mình đã thấy rằng cái cảnh nó khổ rồi mà thầy đó có tiên tri bây giờ nó đã đến rồi đó thầy nói là gió á mưa âu bùng sống dậy gió á càng ngày nó càng gió mạnh đó quý vị càng gió dữ lắm luôn mới đầu gió lai ra lai ra lai ra thôi bây giờ gió dùng dục rồi gió hết là biết gió không còn nói là nó thể là chuyển sẽ thành bão luôn rồi châu á nó sẽ chuyển thành bão gió á mưa âu rồi ở châu á tức là nó chuyển gió mà gió này nó sẽ sắp chuyển thành bão tại gì cái, cái từ cái ấp thấp mà chuyển thành ra bão, bão luôn đâu có gì theo nó gió á mưa âu mưa âu mới đầu mưa lai rai thôi nó mưa rồi đó mưa lớn rồi đó mới đầu mưa mưa lạnh dữ lắm rồi nhưng mà bây giờ càng ngày càng mưa lớn mưa to mưa thật là to luôn rồi mưa cho đến kết thúc đó quý vị mình thấy là thì chúng sanh chịu không nổi một cái cơn mưa này đâu cái cơn mưa này là cái cơn mưa dữ tợn nó âu mà nó chịu mưa rồi đó nó bây giờ quý vị mới thấy là bây giờ mây mây chuyển mù mịt hết trơn rồi quý vị mình thấy mây chưa bây giờ mây nó chuyển hết mù mịt nước này nước kia nước nọ giờ đang chuyển hết trơn rồi đó hồi trước là nó chuyển đâu có một hai nước gì ít ít thôi nó chồm nhóm cũng như mà mình đất nước mình ở đây nè bởi vì mình thấy là may mới chuyển mới ca. mưa bữa nay xã này bữa kia mưa xã kia bữa nọ mưa, mưa xã nọ mà đến khi mà mưa mà đến mà nó đến cái lúc mà mưa hết rồi đó ha mưa tầm tã rồi đó cỡ tháng 8, tháng 9 là mưa mưa dữ lắm luôn đó thì lúc đó mình thấy rằng bây giờ mới đầu mà, mới mưa có hai hai ba nước ha nhưng mà bây giờ nó sẽ mưa bây giờ nó chuẩn bị nó sẽ mưa chuyển đã chuyển mấy mưa chuyển các nước khác rồi Các nước khác quá nhiều rồi như vậy là chuyển mù mịt rồi nó sẽ chuẩn bị như vậy là nó, à, mưa nó sẽ chuyển rồi nó sẽ thành một cái đám mưa rất lớn mà cái chuyển mưa rất lớn thì chúng sanh nó chịu không nói nó phải là gì Nó chịu lạnh rồi nó chết vậy đâu vậy nên chúng ta thấy là càng mưa càng ngày nó càng lớn mà tại vì chúng ta không có hiểu được là của ông Phật nói nếu chúng ta hiểu được là ông Phật nói thì chúng ta tự hối chúng ta cải hối đi rồi chúng ta làm đành đi rồi sau này chúng ta sống một cuộc đời an vui chứ không có gì đâu một cuộc đời an vui tại vì cha mình là có ông cha của mình là Phật còn mình là chúng sinh thì khổ cỡ nào đi nữa thầy của chúng ta là Phật để cứu chúng ta hết toàn diện hết à, từ cực lạc về đây quý vị biết là mười muôn ứng Phật độ mà đức thầy của chúng ta đi trong nháy mắt thôi mà trong cõi ta bà hàng tỷ cái hành tinh mà đức thầy của chúng ta đi trong nháy mắt thôi. thì những gì mà đức thầy của chúng ta làm không được làm được hết tất cả mà khuyên chúng sanh không tu thì thầy không lo được cũng như mà ông uh, tịnh phận dương ông không tu thì làm sao đức thích ca mâu ni độ được còn đức ông á bây giờ ông đã tu quy y rồi ông tu rồi thì tất nhiên đức thầy của chúng ta khi đắc đạo rồi đó ngài là như lai rồi đó như thì là đức thầy của chúng ta cứu hết tất cả cũng như là đức thích ca cứu dòng họ thích đó quý vị thấy không như vậy thì chỉ có cái gì chỉ có một cái là quay đầu hướng thiện thì bằng tăng giác chùm tất nhiên là chúng ta lo tu thôi thì phật cứu mình là ông cha mình đã là một ông thế gian này ông cha của mình giàu sang phú quý cỡ nào đi nữa mình mà nghe lời ông cha mình thì của cái tài sản ông cha mình cho mình hết còn mình không nghe lời đi chơi đàn đếm nhậu nhạc sai xưa Quậy quản việc này việc nọ Thì ông cha mình đâu có cho tiền mình đâu Phải không Như vậy thì thế gian cũng vậy Mà Phật Pháp cũng vậy Nếu mà mình nghe được lời Đức Thầy làm lành đánh dữ Thì tất nhiên là Thầy của chúng ta đưa chúng ta trở về cõi lành Mà cõi lành là một cõi quý báo Và cái cõi thương mơn thôi Thở xưa quá địa cầu rất tốt Đất bằng vàng thở mọc bằng châu Người nào cũng rất sống lâu ăn vui Chứ chẳng khô sầu điều chi Người nào cũng dung nghi tốt đẹp ai cũng đều hiện đức thông minh nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người quá xấu địa hình quá dơ nay đến lúc ban sơ lập lại Khó tránh ngài có đại biến di ấy là một cuộc cũng một cuộc thi ai rơi ai đậu trong kỳ này đây đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới rước hiện nhân thế giới ta bà đem về cực lạc di đà dứt đường sanh tử mình lánh xa hồng trần như vậy thì chúng ta trở về cõi tiên sau này đó là một cái cảnh đất bằng vàng thảo mộc bằng châu quý vị mình thấy rằng cái cái cảnh rất lạng nhiên không là vui tươi cái ngày đó là cái ngày dinh chịu rất là dinh diệu đó còn cái cảnh cực lạc nè là có bảy báo thầy nói là là sao cuộc y thực muốn chi đủ thứ khỏi nhọc nhằn lo việc sanh nhai chí yên nhàng nhìn cảnh phật đài khỏi quả cầu khổ mua cầu bất đắc cả hải chúng thể đều vững chắc toàn dân lành đâu có đắn đo dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò thoát sống khổ thương yêu ly biệt chữ hòa thuận kể sao cho xiết tâm đồng nhau thượng thiện vô dày cảnh như như chẳng có đổi thay không màng biết phân chia nhân ngã sẵn dị ngôi gành phân thượng hạ khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau thân tâm thì thường trụ hết rạch rào chất thu trượt tiêu tan mất cả cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã khỏi buồn rầu lo sợ chẳng còn chúng ta bà tim lụng dầu mòn ở đây, này, khỏi đây là cõi này là cõi tim lụng lòn dầu mòn thân tứ đại của người cũng thế mau thức tỉnh tu thân kẻ trẻ đến tội rồi mới hối muộn màng chi cho bằng ta sớm lo toan dình giới lực nghe kinh trọng phật đến lâm chung quả lành đâu mất cõi tây phương chư phật đợi chờ tất nhiên là cái cõi an vui thứ nhất là cảnh cực lạc cái thứ hai là cái cõi tiên này mà cõi tiên này chúng ta được đức thầy của chúng ta là một vị phật một vị phật để à, lập cái hội long hoa và thiết pháp và đưa cho chúng ta trở về cực lạc hết rồi chúng ta rất là an vui cái gì nên à, đức thầy chúng ta nói nhiều đoạn để cho chúng ta thấy được và xác định được để cho chúng ta tu hành nên đức thầy nói là cảnh thảm khổ nhiều ma chiều mai sẽ đến bây giờ thấy rồi à, nó đã đến rồi quý vị mà đã đến tiểu tam tai đã đến rồi bệnh dịch đó bây giờ quý vị thấy bệnh dịch không à, đó là thầy cho biết một một đoạn là đau nhiều chứng vậy kỳ khó kể hồi đó giờ quý vị thấy có khi nào mà đau sốt và chết đau sốt và chết đau sốt ho chết đau sốt ho chết không có không mà bây giờ nó đã có rồi như nhiều, nhiều chứng vậy kỳ khó kể à, khắp từ nay lao khổ đến cùng và kẻ dương gian khó nở thung dung người bảo ác thầy nói là người bảo ác không toàn tính mạng còn người hiền thì không có toàn tính mạng đó quý vị mình thấy là thầy trở về đây kêu chúng ta làm lành à, đức thầy phải giải làm lành mà ta làm giữ bảo thành lại sao những điều tươi đẹp quý cao lại là nở bỏ à, chẳng trao dạng mình cứ theo theo cứ đeo theo việc khôi tanh bị người nhòm nhụa mà mình chẳng ê hoặc là giác chúng sanh mê trừ mê mới được trở về tây phương hoặc là à, nếu ta làm được việc dịch lành phương trời thầy cũng lòng lành dở ưng nếu ta tạo việc bất nhân hẳn thầy ác phải buồn bân tấm lòng biết bao nhiêu sự cái nồng người đời đổ hết cho lòng thầy mang tuy là phải lắm gian nan à, cũng tin được biết đá vàng thấp cao bây giờ đồng đạo sửa trao lời y lẽ tránh ngài sao sống không còn tất nhiên là mình phải làm lành là đàn. phải còn chứ thầy báo tin cho chúng ta biết rồi cảnh tham khổ chịu mai sẽ đến sao dân còn chứng mến trần mơ chúng ta nhìn ra thế giới biết rồi thấy không mà thầy có nói là à, à là sao cảnh tham khổ chuyện mai sẽ đến sao dân còn chứ mến trần mơ thầy nói là mắt nhìn ngoại quốc tham tê là thầy chỉ ngay chân cái thế giới tham thê chưa bây giờ cái gì mình nhìn có có thảm thê không lớp nào đó là trung quốc nó lớp nào bảo lục quý vị nước dân rồi nhà À, tiêu tan này nọ Chết biết là bao nhiêu người không Còn các nước khác bị khô hạn Chỗ kia bị uh, bệnh dịch Chỗ này chỗ nọ đau khô hết tất cả Thế giới bây giờ khổ đau rồi Mà chúng ta không chịu nhìn Mà nhìn vào cái gì Nhìn vào cái nhà của chúng ta Nhìn vào cái thân của chúng ta Nhìn vào sự ăn uống của chúng ta hiện tại không Mà không nhìn xa Không nhìn xa chúng ta sao biết được Chúng ta phải nhìn xa Mà thầy đã nói là mắt nhìn ngoại quốc thám thê Nó đã thám thê khổ sở nhiều, nhiều mắt rồi chứ đâu phải có một mặt đâu. Mà tại vì chúng ta thở quá à. à thở quá à. rồi chúng ta tự, tự cho rằng cuộc đời nó đến đâu nó đến. Cuộc đời nó đến đâu nó đến nhưng mà khi đến với mình rồi lúc đó mình mới đau thương. Chết rồi lúc đó mới xuống địa ngục. Xuống địa ngục lúc đó mình mới thấy khổ sở Còn bây giờ sống trần gian này đó là nó còn sung sướng tại vì con làm người thì nó phải sống sung sướng nhưng mà chết rồi lúc lúc đó mới tao khổ nào là chảo dầu sôi sùng sục nào là dòi lúc nhúc thay cơm nào là rừng đau kiếm rơm chôm nào là núi lửa phừng phừng trái ác thu có biết bao nhiêu loại yêu tinh không thiếu mặt nào đích bằng trong đầu chậu máu đào có đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa con thì lấy búa to ra bữa con thì lấy cái chĩa đến đâm con thì lấy dao bén đến bầm con thì cố sẽ làm nhiều thói con móc mắt con lo các lữ con rút răng con thẻo lột da cảnh hai hùng không thể hơi ra còn nhiều nữa có mà kể xíu. khổ khi sống khổ trong khi chết khổ hùng linh cổ sát thân phàm chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng cũng bởi vì nguyên nhân tội ác như vậy thì chúng ta làm ác đó mà rồi sau này chúng ta phải trả mà đức thầy nói một câu giống dạng là trồng bóng kiển giống như hướng đấy chúng ta làm ác thì phải hưởng quá ác mà chúng ta làm lành thì hưởng quá lành thôi như vậy thôi đó bây giờ chúng ta thấy rất là rõ ràng là minh minh bạch Đúng không như vậy thì cảnh khổ nó rất nhiều dồn dập cho chúng ta rồi mà chúng ta quá thợ các ngài á, cho biết rằng những cái tiểu tam tai nó đã qua rồi lớp nào là à, <laughs> lớp này cũng như cái cái đoạn cái đoạn này là cái đại tam tay nè thầy nói là sấm giang thì lộ bán vàng đó là đoạn tam tay đó còn cái đoạn thứ hai thầy nói là Phật cho con hiểu đời sắp biến để tiện bề nhũ phiến đó đây à, Phật liền tay chỉ vào cây trong cây bỗng hiện rõ ngay diệt trần nào nước dân nào thân người chết đó. nào bệnh căn nào phép yêu ma nào là xấu bắt hùng tha nào là giặc giả cư nhà tan quan bây giờ đó là quý vị đã thấy đó. nó biến qua vấn đề đại tam tay từ hạ tiểu tam tam nó chuẩn bị nó chuyển qua đại tam tai rồi đó nào là nào là, là lửa hồng sẽ rộp khắp cùng kẻ thời ôm chiếu ôm mùng bồng con bé cái có đùm có đeo con đó khắc nó khóc kêu đò bữa mẹ túng cùng thắt cổ chết đi cũng còn lại có nhiều khi mẹ cha nở dạ ăn thịt, thịt con bây giờ cũng như quý vị mà thấy không bây giờ cuối cùng hồi đó là chiến tranh thứ hai ở quý vị mà thấy không là ăn thịt con quý vị mà thấy là người này đổi con người kia ăn thịt với nhau quý vị mới thấy là ăn trong nguyện ăn cơm không quý gì thấy cảnh khổ không? khổ quá, quá khổ tới giờ đó chúng ta mới thấy khổ à. Như vậy thì à, lũ rồi lằn bu theo hơi thúi, bay đài đồng đầy bụi khắp nơi. À nào theo nào thay soi trôi sát như bèo, kênh kênh quò quạ, ói nhiều mổ ăn. À. Như vậy thì lúc đó chúng ta thấy rằng một cảnh khổ vô cùng đúng vậy. Nên có nhiều à, giai đoạn cho chúng ta biết đó là <cười> <cười> quý vị mình biết rằng là... là chứ không phải đâu một lần và núi nổ khắp xa gần đều cháy à, nước tràn đầy không dại cũng trôi tranh đời chỉ một lần bôi cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu cầm ngọn đuốc mà thiếu ổ kiến như đá to mà luyện trứng gà chúng sanh nhĩ tưởng tượng ra chúng sanh à, sống chết trứng gà nát không thì đại nạn cũng đồng cả nấy khi tẩy trần trong thấy hải kinh thay bèo sát bọt linh tinh diệu tha quả xé chúng sinh tử nạn đó là qua đại tâm tai rồi ở thì trong kinh cho biết là thủy phiêu tận diệt giới sơ thiền à, tức là thủy phiêu tận diệt giới sơ thiền quả phàm tận diệt dị thiền thiên không si địa đạo tu di hoại đại quả tam tai biến quả thiên tất nhiên là thủy phiêu tận diệt tức là nước nước dâng lên nửa lần tới nửa lần trời nên đức thầy lúc đó tiên tri đó chứ uh, ông út đó ông nói uh, đức thầy nói đó là còn tiếp tốn đức thầy nói sao đức thầy nói là nửa sau này nước nó dâng tới cái 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 trắng ba cây dầu đó không, 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 đó. như vậy đó là thầy còn kiếp tốt hoặc là đức thầy ngồi trên cái mỏ ông két mà đức thầy phát phát tay rửa tay đó là đó là nó nước dâng tới đó là rất là kiếp tốt chứ đức thầy nói nè đức thầy nói là khắp đường trời lửa trái liên miên tiêu điều sẵn vật điền viên thần thông biến hóa với miền trung ương ngục môn đà quỷ vô thường giác hồn kẻ bạo diêm dương lực trình lúc đó quý vị mà thấy nè đó là cái sự đó là sự đại tâm tai nó đến rồi đó thủy phiêu tận diệt giới sư thiền quả phàm tận diệt nhị thiền thiên tức là lửa nó cháy đó lửa nó cháy lên tức là nước dân lửa cháy đó à. phong si địa đạo tu như vậy là bảo tố không ba đó là sập nhà sập cửa không còn ở đâu à. đại đại tâm tai đến không à. phong si địa đạo tiêu tu như vậy đại quả tam tai biến quả thiên tức là đại quả tam tai là biến quả thiên là từ cái từ cái từ hạ quân mà chuyển thành đời thượng quân cho mà chúng sanh khói qua một cái đại tam tai nó phải trả quả đó như vậy là đức thầy cho biết một đoạn này nè đức thầy nói là phật truyền thâu hết phép thần cứu an bá tánh một lần nạn nguy khuyên binh bốn phía tứ di kể sao cho xiết mà chuyện mi sau này lớp thì ác thú dậy đầy lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi kẻ hung chừng đó là mồi cho bài ác thú đền bồi tội xưa bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này hiền lành chừng đó xung dày quân thần cộng lạc với ngài vui chơi đến đó ta mới quần mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân thiên hoàng cũng mở các quân lân địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn mười cửa xem thấy ghê hồn cho trần có thử có mà hay không nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị cái lòng ác giang ấy là đến lúc xe sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân tất nhiên là phật truyền thấu hết phép thần là cái sau này đó khi nước dân lợt trái đó bà thoại ba công chúa đó à, bà, à, đào lư công chúa bà mới làm gì bà mới là đốt lửa tẩy trần bà quá ra lửa để đốt tẩy trần coi là thổi ba công chúa đó quá ra nước đó quá ra nước để làm gì quá ra nước để cho lửa tắt nhưng mà cuối cùng lửa không tắt mà nước cháy lên cháy lên nên thầy cái luận là khắp rừng trời lửa trái liên viên quý vị mình thấy đằng sau này nó một cái cảnh đại tam tai rồi chúng ta làm sao mà sống được bây giờ chúng ta không tu sau này chúng ta sao sống được cái gì rất là khổ sở nên thầy nó mắt nhìn ngủ thảm tê nam ban cảnh khổ cũng kề bên tay khi mà sắm nổ ra rồi đó miền thất sơn bãi núi mà sắm nổ ra rồi quý vị mình thấy là cái cảnh thảm khổ của chúng sanh vô cùng lúc đó là thảm khổ vô cùng không còn gì nữa à, ông ba ông nói cho biết là là nghe tiếng âm thanh lạ quê lạ kiện bình minh lạ người lạ tiếng nói lạ nụ cười mặt mày ngơ ngáo như người cùng khu. hoặc là một giặt áo không chắc vợ chồng ngủ mê thức dậy các lòng chỉ hai tức kia có một cái tiếng âm thanh rồi đó à, là quý vị mình thấy rằng đó là thay đổi cái đời thượng quân rồi qua cái đời thượng quân mà đời hạ quân này quý vị mình thấy rằng lúc đó là à, ngày mà đức thầy cho biết một đoạn đó là đến chừng đó sơn băng thủy kiệt sơn băng tức là núi nổ thủy kiệt là không còn cùng thảm thương bá tánh quá chừng nhìn dương trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não cái sao cho xiết ta dạy dỗ là gì tình thiệt cho bá gia rồi biết người cùng như vậy là tam tai đại tam tai mà biến ra rồi thì chúng ta sẽ chịu trả quả âm à, mày biết bao thỏ cho kẻ khát khao đạo đức dân thánh tài thơm rực non sông theo đò học cổ của ông nguồn dân kêu gọi người đồng tâm tu đừng lòng đừng chất mối thù chi cả lũ bạo tàn tất tả nay mai bấy lâu phe võ phe tài trời xanh gọi thấu diệt loài kêu căng lời ta nói có ngàn lắm vậy để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm Điệu đờn trỗi khúc quyền thăm nhà nghề chọn bản chi ông đâu nào như vậy thì sau này những người không tu phải chịu cho quá mà cái cảnh cảnh thảm khổ đã chuyển biến đến rồi cho chúng ta thấy rồi năm nay đức thầy từ ngày khai đạo đến nay là 85 năm rồi từ ngày vắng mặt là 70 mấy năm trường rồi thầy vắng mặt thầy đi dạy cõi ta bà còn ngày thầy đã trở lại thầy hứa với mình thầy trở lại thầy hứa sao thầy nói là ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo trở chớ hề lãng sao trì lòng chớ có nung nao từ đây nhân vật mòn hao lần lần mấy lời nhắn lại ân cần mấy lời thôi nhắn lại ân cần là mình phải cần hiểu à, bổn đạo xa gần xa gần nghĩ cạn mới hay nghĩ cạn là hiểu hết cái ý của đức thầy của chúng ta cạn mới hay tao à, khi còn si khi thành biết bao chinh hưng tiêu trưởng việc nào khỏi qua mấy khi gặp được già để xin nhắn lại nhắc lại gần, gần xa nào thường à, phép màu của phật thầm thâm đừng không tới mà làm với ai khắc chi mặt nhật buổi mai đêm nay thấy tối mai rày sáng chân bữa nay ai biết ngày mai không tao có hiểu được biết được mà thầy nói là ai mà biết đặng ngày mai ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu nên như vậy là đâu có biết được ngày mai cũng như cái bà tư thu mới đây mới đây thôi đi mấy ngày nay còn mạnh giỏi mà đi bữa nay đi hút thuốc nữa đừng cái nhức đầu cái ngã ngang chết đâu có biết được ngày mai đâu cái, gì mình thấy không? cái cảnh chết chóc bây giờ nó khác hẳn như hồi thời xưa chứ phải chết như như mà hồi xưa đâu Nên chúng ta phải biết được Biết được là tu một giờ Thì qua một giờ tu một phút Thì qua một phút tu một ngày Thì qua một ngày tu một tháng Thì qua được một tháng Chúng ta tu quay đầu hướng thiện Thì tất nhiên Đức Thầy của chúng ta sẽ đón gước và đưa chúng ta trở về Một cảnh giới an lành Ít nhiều Thầy nói là à, Mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay Chúng ta nên cố gắng tu tỉnh ít nhiều cũng được Chứ chúng ta không tu là làm sao Thầy Thầy cứu được à, Quý vị mình thấy không cũng như nói một mẫu chuyện này quý vị mà thấy ông này hồi trước giờ chưa có làm lành sau khi mà ông ngồi tại nhà đó chấn giữa nhà con nhìn nhận á nhìn nhận nó trên nhà nó rơi xuống rơi xuống ông lấy cái giò nó ông tính trà ông đạp con nhìn nhận cho nhìn nhận chết nhưng mà ông lòng ông hiền lòng từ bi của ông ông nói thôi giờ đạp chết nó tội nghiệp đó cái cái lòng lành ông nó khởi ra liền ông không đạp khi ông chết rồi ông đỏ vào địa ngục thì địa ngục ông thang thang dáng ông nói phải chi đó phải chi mà nghe lời Phật ăn chay niệm Phật làm lành thì đâu có đổi vào địa ngục nên như vậy thì động với từ tâm của Đức Phật Đức Phật mới coi ổng từ nhiều tiền kiếp mới có việc lành nào không Đức Phật nói không có làm một việc lành nào có một hôm ổng ngồi tại đó ổng tính đạp con nhà dành nhện chết nhưng mà ổng lúc đó ổng cái tâm lành ông ổng khởi ổng không đạp nhưng vì Phật nói cũng được rồi có tâm lành mình cứu cũng được nên sau khi đó Đức Phật mới dùng thần thông đó dùng thần thông đưa cái sợi dây xuống cái địa ngục vô dáng thòng xuống thòng xuống rồi ông thấy cái cái dây lóng lánh lóng lánh hậu quan mà của phật mà cái bắt đầu ông ôm cái sợi dây ông ôm rồi chạy cái sợi dây gút ông thẳng thẳng chuẩn bị ra khỏi địa ngục ông nói tao trí được cái 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 sợi dây này nha mấy thằng bè không có đeo nha trong địa ngục thì đông tao mấy bé đeo là nó đứt là chết vừa nói xong cái tâm ác bắt đầu đứt cái dây thần thông rất xuống thần thông mà còn đứt cái gì không cái tâm ác nó gì đó khởi, khởi tâm lành là đức phật đức thầy chúng ta cứu chúng ta được hết nên chúng tôi muốn nói rằng đó là cái cảnh khổ đức thầy tiên tri cho chúng ta thấy hết rồi hiện tiền bây giờ nó đã kề một bên với với chúng ta rồi chúng ta đã thấy rõ rồi thì bây giờ cố gắng ăn chay ăn chay nhiều cũng được thì ăn chay ít rồi cũng lại niệm phật làm lành đi thì bao nhiêu đó đức thầy của chúng ta cũng cứu chúng ta ra khỏi cái cảnh khổ sau này chúng ta được về cái cảnh ăn vui À, anh ăn vui sau này chúng ta sống được trường cũ à, thì hôm nay chúng tôi xin trả lời những cái ý của đồng đạo hỏi là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến à, sao dân còn chịu mến trần mê chiều mai sẽ đến nó đã đến rồi sao vẫn còn chịu mến trần mê là tại vì mình còn quá mê mồi đi mê danh lợi sắc tài Quý phải phú quý quá nhiều đi à, mắt nhìn ngoại quốc thảm thiên nó có rồi đã mất gì nhìn giờ có rồi đó Nga ở châu âu đó có rồi đó À, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tay tới âu và bắt đầu tới á tới á là thấy khổ rồi âu á lung tung thì nhổ máu đào ba tánh xa xưa mùi phú quý sau này sẽ chứng cảnh đồ lao đồ lao muốn lánh sớm nha ta bố thí chị trai giữ giới mà phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thiện chuyên trở lúc can qua can qua dân chúng chớ buồn lo tích đức thầy nói là tích đức chờ ta chúng hẹn hò à, tiên cảnh phật đài xem rực rỡ hoàn cầu đến đó ấm cùng nó no, nam mô đà phật Tôi xin kết luận cái đề này